mỗi ngày. Canh gieo kim chi tí tua, thanh đạm mà ngon lành. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Phần thịt nghêu, các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chọn thịt nghêu tươi để thịt nghêu ngọt và không bị dai nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào đây là một muỗng canh gia vị nêm sẵn Ajiquit lẩu kim chi cùng với lại một muỗng canh hành tím băm. Cô Hà ơi, em cứ tưởng là gia vị nêm sẵn Ajiquit lẩu kim chi là mình sẽ nêm vào trong nước lẩu, không ngờ mình có thể là nêm trong những cái nguyên liệu cũng được hả cô? Đúng rồi, chúng tẩm ướp vô nguyên liệu để nguyên liệu á vừa có gia vị mà cũng vừa có cái mùi thơm nữa em. Em bắt cho cô cái nồi lên trên bếp, cho vào đây khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho cái phần gốc của bơ rô nè. Nghe đến món lẩu kim chi là cảm thấy thèm rồi ạ. Bởi vì lẩu kim chi thì mình sẽ cảm nhận được cái vị chua chua, cay cay nè. Bây giờ thì cái phần bơ rô vàng này nè, cô sẽ múc ra một nửa, cho nó lên cái phần thịt nghêu. Dạ. Rồi cái phần dầu còn lại bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng, mình sẽ cho cái phần kim chi vào mình xào. Mình xào cho thơm lên. Các bạn lưu ý là với món ăn này thì chúng ta sẽ chọn kim chi mới có độ chua nhẹ và còn giòn thì món ăn sẽ ngon hơn ha. Cho cô vô đây 1.5 lít nước. Thơm quá cô ơi. Trong lúc chờ nước sôi thì chúng ta sẽ sơ chế tiếp các loại rau và nấm. Đầu tiên là nấm kim châm, chúng ta cắt khúc khoảng chừng 3 phân như thế này. Tiếp theo là rau tía tô. Chúng ta sẽ sử dụng nhiều rau tía tô một chút. Ở đây chúng ta sử dụng khoảng gần một chén rau tía tô vậy đó. Mình chỉ có việc cắt rối thôi. Thì đậu hũ này chúng ta sẽ cắt miếng vuông. Đây thì cô sẽ cắt ra thành những cái miếng vuông. Rồi, như vậy là chúng ta đã sơ chế xong. Cô sẽ cho nấm vào, cho đậu hũ vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào đây gói gia vị nêm sẵn Ajiquit lẩu kim chi. Cô sẽ cho hết cái gói này vô luôn. Nó định lượng là 1.5 lít nước ha. Mình không cần phải nêm nếm gì nữa ha cô? Đúng rồi, mình không cần phải nêm gì nữa. Sẽ cho cái phần thịt nghêu này vào. Khi cho thịt nghêu vào thì mình sẽ không có nấu lâu ha. Nấu lâu thì sẽ mất độ ngọt và bị dai đi. Cái lá bơ rô á, nó có màu xanh đẹp, rồi cô sẽ cắt nhỏ và mình mới cho vô nè. Rau tía tô thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cho rau tía tô vào sau cùng để giữ được cái hương vị tự nhiên và dinh dưỡng của tía tô ha. Cô chỉ cho một nửa thôi. Còn một nửa đó thì mình sẽ để chút mình ra món đó thì mình sẽ cho vô thêm. Dạ. Rồi bây giờ em tắt lửa giúp cô. Nồi lẩu này rất là thơm, mùi thơm của kim chi từ cải thảo nè, rồi còn giàu giá trị dinh dưỡng. Ở đây là cô cho thêm một đọt tía tô nữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành món canh rồi đó. Thịt nghêu mềm ngọt không dai, kết hợp với kim chi bơ rô, nấm và đậu hũ tạo nên vị chua ngọt mặn hài hòa, thêm chút cay nhẹ hấp dẫn khiến bạn mê mẩn không thôi.